Em làm gì tại nhà? Dạ em hiện nay em có cơ sở kinh doanh. Em tự làm luôn. Dạ. Tức là công ty của em luôn. Cơ sở của em luôn. Dạ. Là em làm chủ luôn. Dạ. Thôi giỏi vậy ta. Bạn muốn phụ nữ ốm hay là tròn tròn mẫm mẫm dễ thương? Vừa tròn tròn thôi mà cũng dễ thương là. Tròn tròn dễ thương ha. Dạ. Để anh coi qua coi có tròn tròn dễ thương giống. Dạ. Đàn gái dễ thương. Xin mời đàn gái. Mời nhà trai. Đây, mời em trai. Em tự giới thiệu về mình đi nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào bạn nam bên kia và dạ. Toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Hoàng Mai, em năm nay 35 tuổi, hiện đang công tác tại phòng đối ngoại của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân chứng khoán á nha bạn trai ơi. Mai là quê ở đâu Mai? Quê nếu mà nguyên quán thì là ở Huế anh. Còn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. Rồi, mời bạn trai. Để đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào em. Bạn gái bên cạnh ạ. Và xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Tên em là Đỗ Khắc Mạnh. 10 năm trước là em làm sinh nhật thứ 33. Hiện nay quê quán của em là ở Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hiện nay em đang làm việc và sinh sống tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm gì? Nghề nghiệp của em là làm sản xuất bóp ví da. Rồi, vậy thì hai bạn cùng quê ở khu vực phía Bắc rồi. Thanh Hóa với Hà Nội thì cũng cách xa nhau mấy. Rồi, ưu điểm và khuyết điểm bên đàn gái là gì? Điểm mạnh của em thì em là người sống tình cảm, rất là quan tâm đến gia đình, bạn bè và người thân. Em có cái tật xấu gì không? Em có một chút tật xấu đấy là bị đáng chí. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em có cả ưu điểm, đấy là em ham học hỏi. Nên cái nhược điểm đấy là học nhiều quá. Nên hiện tại vẫn ế ạ. Mình lấy chồng là hết đáng chí à. Chồng nhắc đúng không? Mạnh sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chân thật, không hút thuốc, không uống rượu. Rồi, hay vậy ta? Dạ. Rồi, có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì cũng có cái là cũng hơi nhút nhát chứ. Có mấy mối tình rồi Mạnh? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, nhút nhát tới 3 mối tình luôn á. Mối tình dài nhất là mấy năm? Mối tình của em dài nhất thì là 1 năm thôi ạ. Ôi trời, mối tình ngắn nhất là lâu bao lâu? Ngắn nhất thì cũng 6 tháng, 7 tháng. Có nghĩa là cả 3 mối tình là chưa tới 2 năm đúng không? Đúng rồi, khoảng đó thôi. Còn em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà cũng không chính thức. Thì cũng kiểu tìm hiểu sau 1 năm thì em thấy không hợp. Mối tình thứ 2 được nhiêu? Cũng tầm 1 năm ạ. Nói nghe nè, bên đây á, người ta ế là tại vì người ta học quá nhiều. Người ta ham học hỏi quá, người ta ế. Còn bển lý do gì ế? Nhút nhát ế đúng không? Dạ bên em thì cũng một phần là nhút nhát. Thế là công việc thì cũng làm cũng trong cái thời gian làm thì hay làm tối và cũng ít phụ nữ. Và làm ở tại nhà cho nên là cũng không được gặp gỡ mấy. Em làm gì tại nhà? Dạ em hiện nay em có cơ sở kinh doanh. Em tự làm luôn. Dạ. Tức là công ty của em luôn. Cơ sở của em luôn. Dạ. Là em làm chủ luôn. Dạ. Thôi giỏi vậy ta. Em ơi, vậy bây giờ em đến cái tuổi này rồi thì em mong muốn cái người bạn đời của em, người bạn gái của em phải như thế nào? Dạ em mong muốn là người bạn gái của em là vui vẻ, hoạt bát và biết quan tâm tới gia đình. Bạn muốn phụ nữ ốm hay là tròn tròn mẫm mẫm dễ thương? Vừa tròn tròn thôi mà cũng dễ thương là. Tròn tròn dễ thương ha. Dạ. Để anh coi qua coi có tròn tròn dễ thương giống. Dạ. Em gái dễ thương. Em muốn cái mẫu hình lý tưởng thế nào hả Mai? Em nghĩ là không quá thấp tại vì em cũng không phải người cao lắm. Không, vấn đề không phải là cao thấp, vấn đề này mới quan trọng thôi. Vâng. Còn bây giờ ta không phân biệt cao thấp đâu em. Đừng lo. Em cũng không thích đàn ông hút thuốc lá. Không thích đàn ông ham nhậu. Bên đây không có cái gì hết trơn. Đây hiền dễ thương lắm. Không lăng nhăng. Không lăng nhăng luôn. Không lăng nhăng bây giờ mới là ế tới giờ. Ê, nhát. Nhúc nhìn quá. Nhìn bên đây nhát dễ thương lắm. 3 mối tình cộng lại có 2 năm. Khủng khiếp thiệt. Chào chị. Ô chào em. Dạ. Gương mặt cũng hiền. Dễ thương. Dạ, dễ thương chị. Em. Dễ thương. Chị gặp cái là chị có cảm tình liền đó. Mà sao lại nhát dữ vậy trời. Cô gái bên kia đó xinh xắn dễ thương. Dạ. Nhà làm nghệ thuật nha, bố rất hiền luôn. Dạ. Anh giờ anh lo cho đàn gái nè. Dạ. Em giờ thí dụ lấy vợ giờ ở đâu? Hiện giờ là em cũng đang sinh sống ở đang còn nhà thuê ạ. Ở nhà thuê. Dạ. Cái cơ sở của em á là mình em làm chủ đúng không? Dạ đúng ạ.
Vậy là được rồi. Bên kia cô gái làm chứng khoán, cô ấy rất là thông minh luôn, bởi vì làm về kinh tế mà. Dạ. Thành ra anh nghĩ là rất là giỏi. Em có nghĩ lần sau này về kinh tế mình giao cho cô ấy không, về tiền bạc này kia? Về kinh tế thì sau thì em sẽ chi phí xong rồi còn thể phải giao cho vợ giữ thì tốt hơn, chứ mà em giữ thì lại không giữ được. Phải giao cho vợ đúng không? Dạ. Ờ, hôm nay em đi với ai? À, em đi với mẹ, bạn của mẹ và các chị đồng nghiệp ạ. Oh. À. Dạ, chào. À, cô, chào cô. Cô thấy đàn trai thế nào nãy giờ qua cái cảm nhận của mình? Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Thì nhận xét về bạn trai thì cũng chững chạc và cũng có thể là một chỗ dựa yên tâm. Con gái của tôi thì cũng ham học quá, cho nên là nhiều khi cũng hơi có những cái lúc mà nó vô tư, đãng trí. Cô thấy hai đứa nó có xứng đôi hợp lứa với nhau không? Cái này thì phải để cho các cháu cũng tự tìm hiểu. Dạ, rồi cảm ơn cô. Tạm ổn. Rồi, Mạnh đi với ai vậy Mạnh? Dạ, hôm nay em đi với chú và một em gái. À, chú. Chào chú. Chào, chào chú, đàn trai. Chào Kiền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là chú của cháu Mạnh. Chú thấy đứa gái bên đây cũng ok. Và hai cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Cháu cũng nhát mà chú cũng nhát. Thì các chú nhát, chú rung quá rung rồi. Chú rung. Cảm ơn chú nha. Xét về mặt nãy giờ mình cảm nhận đó Vân. Tôi thấy nè, bên đàn gái thì ba mẹ ở gia đình cũng làm nghệ thuật, rất là hiền, dễ thương. Mà thông qua là chú của đàn trai thì thấy cũng gia đình cũng hiền luôn. Vấn đề là hai đứa sẽ tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Để xem coi họ cảm nhận cái đồng cái điệu với nhau hay không. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Rồi thôi mở rào đi ha. Mở rào. Ô, chào em. Ừ, anh chào anh ạ. À, hôm nay anh đến với chương trình gặp em, anh có món quà? Dạ vâng, quà. Cảm ơn anh, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn em. À, anh có muốn còn anh gửi không? Dạ vâng, cảm ơn anh. À, cái món quà này thì cũng đầu tay anh làm ra, sản xuất ra. Nên anh cũng muốn gửi tới em một món quà để có kỷ niệm. À, em tặng anh chiếc ly, chiếc cốc uống nước. Vừa để nhắc nhở anh chịu khẩu uống nước để tốt cho sức khỏe. Hoặc ly này có thể uống cà phê luôn để giúp cho anh tỉnh táo mỗi ngày ạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Cái lần nào đầu tiên đến với chương trình em thấy anh thế nào, có giống người mẫu mà em nghĩ ra không? Em cũng không đặt ra một cái hình mẫu nào lý tưởng. Em thì chỉ hy vọng là người đó hiền lành, biết quan tâm đến gia đình và sẽ hòa đồng, bởi vì nhiều lúc em có thể có những nhóm bạn đến tụ tập ăn uống thì em muốn mời người đó tham gia cùng. À. Thế thời gian mà anh với em hẹn hò thì em rảnh vào thời gian nào? À, em rảnh buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật cuối tuần ạ. Anh thì làm tự do nên là có thể sắp xếp được thời gian để anh với em gặp nhau và đi uống cà phê. Dạ. Như em thì em lại thích không gian uống cà phê hay là đi chơi thì ở địa điểm nào thì phù hợp? Nhiều lúc em cũng có thể thích đi dã ngoại, nghĩa là đi ra ngoài ngoại thành. Nên là không biết là lúc có thời gian rảnh thì anh dành thời gian làm những việc gì ạ? Thời gian rảnh thì anh thì cũng nghe nhạc với cũng lang thang trên Facebook chút. Chứ anh có đi ra ngoài đi dã ngoại hay là... Đi dã ngoại đi chơi thì chỉ vô cái dịp nào đấy, giống như là vô ngày lễ, ngày gì đấy thì anh cũng đi chơi với bạn bè. Dạ. Nếu mà như tình cảm của anh với em á, thì tiến triển xa hơn á. Dạ. Con cái thì em thích mấy con ạ? Em nghĩ là 1 đến 2 đứa. Đúng không? Anh cũng nghĩ vậy. Vâng. À, anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Hiền lành. Và về gia đình thì chắc anh nghĩ là em sẽ một người là cũng đảm đang trong gia đình cũng rất tốt. Dạ. Vâng, mẹ em là giáo viên nên là mẹ em cũng dạy cho em nấu công gia chánh từ hồi nhỏ. À. Vâng. Bây giờ Mạnh tới nắm tay Mai nhé. Và hát tặng cô ấy cái gì đấy. Ấy, bước tới nắm tay cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói gì là hát luôn. Anh hôm nay anh đến chương trình anh cũng chuẩn bị một bài hát. Trong thời gian đang nắm tay em mà hát thì có thể sai lời hát thì cũng mong quý vị thông cảm ạ.
anh hát bài như thế nào đi nữa. Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé, dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào, anh với em chung lối đi về. Qua đây thì em tặng anh bài thơ này nó rất gắn liền với cả ngày sinh của em, đó là ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày bánh trôi nước. Thì đây là bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương ạ. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay quá. Rồi, được rồi, chúng ta kéo về vị trí đi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại cảm xúc của mình, có phải là cảm xúc thật hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút cho nhau cơ hội. Và nhớ rằng bấm nút không phải là để làm bạn, mà bấm nút chúng ta đang nghĩ về một điều xa hơn nữa, đó là hướng tới hạnh phúc lứa đôi, hướng tới một gia đình nhỏ. Và điều này rất là thiêng liêng. Và tôi cho các bạn biết rằng trên hai cái ghế của các bạn đã có rất nhiều người đã đến với nhau, đã yêu nhau, đã sinh con đẻ cái. Nên điều đó nói với tôi rằng là trên đây là tình yêu có thật. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Trời ơi, mình cái nút bấm. Linh, mặt của Mạnh hốt hoảng á. Hốt hoảng giống như vừa mất của vậy đó trời ạ. Thật sự thế này á, trong mắt của anh Quyền Linh á, thật sự hai em rất hợp với nhau nha. Bây giờ á, là em nói gì với mẹ vợ tương lai đó, mẹ Thủy đó. Cháu hôm nay cho đến với chương trình, cháu cũng xin cảm ơn bác đã sinh ra một đứa con. Và nha, cháu xin phép bác sắp tới thì cho cháu được hẹn hò với em để tiến tới xa hơn ạ. Rồi, mai nói gì với chú, với gia đình đi. Con xin chào chú ạ. Nhân qua chương trình bạn muốn hẹn hò, con xin phép chú cho phép con được gặp gỡ và hẹn hò với anh Mạnh ạ. Vâng, con cảm ơn chú nhiều ạ. Cháu xin phép bác cháu được làm thủ tục của chương trình ạ. Con xin phép em được hôn em nụ hôn ạ. Dạ. Ôi kêu quá. Rồi ôi, hôn kêu quá, mọc óc hết, đúng rồi thiệt á. Hai bạn rất hợp luôn á nha, nói thật sự luôn á. Dạ. Cố gắng tìm hiểu nhau. Dạ. Và hy vọng một ngày không xa, các bạn sẽ thông báo với chúng tôi là các bạn sẽ gửi thiệp cưới nha. Rồi, từ từ nào. Ngày hôm nay chúng ta làm như là có duyên á. Mình gặp hai cặp đôi rất là dễ thương. Đúng rồi. Chúng tôi nói rằng là hạnh phúc ở quanh ta đó, mà chúng ta chưa có duyên gặp thì hãy để bạn mối hẹn hò sẽ kết nối. Và tôi tin rằng với những cái điều đó, quý vị cũng cảm giác rất hạnh phúc đúng không? Hãy hỗ trợ chúng tôi, hãy chia sẻ với chúng tôi, hãy ghép những mảnh ghép trong cuộc đời lại với nhau để họ có thể bước đến một tương lai rất là gần. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc. Tại vì nấu ăn là cũng còn ba mẹ chứ có em gái ở nhà. Thì nấu ăn thì có thể là ba mẹ em sẽ... gan quá. Ba mẹ sẽ nấu luôn cho mình à. Em gan quá. Dạ. Ba mẹ là nấu okay cho em ăn thôi nha. Chứ không có ba mẹ nào đi nấu cho con dâu ăn hết. Ảnh phải là cái người làm cho em nể. Có nghĩa là nói được làm được, với lại là có cái sự nghiệp vững vàng để có thể chăm lo cho gia đình. Không cần cô gái đó biết nấu ăn, em biết nấu ăn, em thích nấu ăn. Thích nấu ăn. Dạ. Có thích mẫu người phụ nữ tự lập không? Dạ, tự lập càng tốt ạ. Tự lập thì càng tốt. Dạ. Hay quá chừng luôn. Em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành. Đó, thấy chưa? Vậy chị Tường cộng căng nữa hả? Chị Tường cộng lên 9% nữa là 99%. Trời ơi, hai bà chị, ơi. Chị đang đại diện đàn trai mà chị. Sao em đã có lòng tin lại với đàn ông chưa? Càng nói em càng sủa. Càng nói em càng sủa. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những nửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình.
Kính thưa quý vị, cứ mỗi tuần thì chúng ta sẽ được gặp nhau, rồi còn gặp có cơ quan viên hai họ nữa, bên đại diện nhà trai, đại diện nhà gái, họ đến để cổ vũ tinh thần cho những người thân trong gia đình của mình. Hôm nay cảm xúc của em thế nào? Em rất ổn. Em rất ổn. Còn chị? Tương đối thôi. Thôi, chúng ta hãy cố gắng hết sức, còn sự quyết định là tùy thuộc vào những người tham gia chương trình. Đúng rồi, vậy chị, đập tay nè. Ok. Và như thường lệ thì bây giờ chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện tại sân khấu này của hai chàng trai trong chương trình ngày hôm nay nhé. Xin mời. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp. Xinh quá xinh luôn á. Hai cô gái thật sự là xinh xắn. Rồi, bây giờ thì thôi, chị sẽ hỏi là chàng trai ngồi ghế màu xanh trước. Em tên là gì nè? Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Tường. Dạ, chào anh Đạt. Dạ, chào hai bạn gái bên kia. Cùng với lại khán giả đang xem chương trình. Rồi. Dạ, em tên là Quang, năm nay 34 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì Quang cưng? Dạ, Nguyễn Vinh Quang à. Nguyễn Vinh Quang, dạ, nghe cái tên là thấy Vinh Quang rồi ha. Thấy ngon lành rồi ha. Em đang làm công việc gì Quang? Công việc hiện tại của em thì đang là kỹ thuật viên bảo trì và vận hành tuyến mạng. Quê của mình ở đâu Quang? Dạ, thì em ở gốc thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. Hiện tại rồi. Mình đang ở nhà với ba mẹ hay là mình ở ngoài? Dạ đúng rồi, em ở sinh sống với ba mẹ cùng với em gái. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Quang? Điểm mạnh của em thì có thể là mình vui vẻ, hòa đồng và hay tiếp xúc với mọi người nhiều. Tại vì công việc của em do công việc đó, nên trao đổi với kỹ thuật viên đó, nhiều, tiếp xúc nhiều. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì có thể là hơi thụ động một xíu, hơi thụ động với lại bạn gái. Chỉ là chủ động với máy móc với công nghệ thôi phải không? Với bạn gái hơi rụt rè phải không? Nhưng mà cái đó là yếu điểm đó, đúng rồi đó, mình biết mình phải khắc phục. Em sẽ cố gắng khắc phục chị. Cố lên nha. Rồi hôm nay chị Tường cũng sẽ cố gắng mai mối cho em thành công. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn Quang. Đó là anh chàng ở ghế màu xanh. Ghế màu xanh mà nãy giờ bạn ngồi ghế màu đỏ nghe rất kỹ. Bạn nữ ghế màu xanh, em giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Phan Dương Yến Ngọc, năm nay em 30 tuổi. Yến Ngọc. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online và em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long. Dạ, hiện tại em thì lên... em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu em nè. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ tính nữa. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà không có ngon lắm thôi. Còn điểm yếu của em á là em hay quên. Khi mà cái người nào mà em thân thiết rồi á, em sẽ hơi kiểu mà nhõng nhẽo. Với lại là em không có giỏi giao tiếp. Không giỏi giao tiếp nhưng mà hoạt bát. Nãy giờ em thấy em nói chuyện cũng tự tin mà, biết sao tự tin là được. Không gì hết. Rồi bây giờ tới phiên bạn trai ghế đỏ nha, nói lớn lên nha cưng. Rồi em tên là gì? Dạ, xin chào hai MC và hai bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Wow, em họ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thông. Giống MC Truyền Thanh quá vậy. Bữa nay hai giọng MC Truyền Thanh quá vậy. Đến từ Nghệ An ạ. Dạ hiện tại là em đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Wow, là làm công tác gì trong em bên đội an ninh ạ. Và hiện tại thì em đang hợp tác và làm việc ở một công ty bất động sản bên ngoài, phân phối sản phẩm bất động sản nữa ạ. Bây giờ thì mình tự nhận xét bản thân là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ em điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, thích nấu ăn. Và chơi thể thao. Chơi môn gì? Chơi bóng đá. Rồi cầu lông, tennis. Dạ. Còn điểm yếu thì về cái mặt tình cảm thì em hơi rụt rè về cái tình cảm. Trời ơi, hai bạn trai bạn nào cũng rụt rè, không chủ động thì sao được. Dạ. Hèn chi bởi vậy chứ nếu không rụt rè đâu có nhờ tới Cát Tường đâu có lên chương trình đúng không em? Dạ, dạ. Nhưng mà biết vậy nhưng mà cũng phải cố gắng cải thiện nha. Dạ. Rồi, đó là những thông tin của bạn Thông ngồi ở ghế đỏ. Rồi, xin mời cô gái ghế đỏ bên kia. Thì lời đầu tiên cho em chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường với lại hai anh đang ngồi phía dưới và toàn thể mọi người đang xem qua màn ảnh. Em tên là Kim Hoa, năm nay em 26 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Khánh Hòa. Công việc em là gì? Dạ em đang làm trợ lý cho công ty thuốc đông y, thì ngoài ra em cũng có làm thêm cái việc phụ nữa. Em việc phụ gì? Dạ em review những cái sản phẩm đó anh. Em up lên kênh Facebook của mình á. Rồi điểm mạnh điểm yếu em? Dạ thì điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn,
Nói chung là em luôn coi gia đình là số 1. Nói chung là cái gì cũng phải là gia đình em trước hết. Và cái thứ hai nữa là em độc lập từ nhỏ. Lúc ở nhà đi học thì ví dụ như hè là em vẫn hay đi làm thêm ở dưới Nha Trang anh, thành phố Nha Trang á. Còn khi mà vào Sài Gòn á, năm 2015 thì em vừa học mà vừa đi làm á, là em đã lo từ đó rồi, là từ đó là em không bao giờ em lấy tiền bố mẹ em. Em đã có tính tự lập từ hồi nhỏ rồi đúng không? Còn cái điểm yếu của em á, thì em không biết ở đây có ai giống như em hay không. Chứ em có một cái điểm xấu cực kỳ luôn là em thức khuya cực kỳ luôn. Thậm chí là hồi sáng nay em thức tới 3-4 giờ sáng. Cái đó là cái điểm yếu. Suy nghĩ về cái gì mà em không ngủ được? Không. Hay là tại vì thói quen? Bây giờ em cũng đơn giản, em cũng bình thường, em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà em lại có cái tật là em lướt Shopee. À, lựa đồ. Coi đồ gì thích hợp để mua. Không, em không mua. Em cho vô cái vỏ, cái giỏ hàng á anh, là nó đầy hết luôn. Em không mua, em chỉ vô Shopee và em lựa thôi, chứ em không có mua. Một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng? Em thường ngủ, nói chung là đêm thì em thức tới 1-2 giờ sáng. 12 giờ đêm, 1 giờ sáng là em vẫn còn ăn luôn. Ăn luôn, dạ. Ăn đêm luôn, dạ, ăn đêm luôn rồi sao giữ được cái body hay quá vậy? Em ăn nhiều lắm nhưng mà em không hiểu sao em không mập nổi luôn. Cái mục tiêu vấn đề là sáng mấy giờ em thức dậy? Dạ, sáng thì nếu như có công việc á chị thì tầm 8-9 giờ. Còn nếu như không có công việc mà ngày nghỉ á thì em ngủ đến khi nào em muốn dậy thì em dậy thôi. Em trai, mình ghế màu xanh, tình yêu mấy mối tình rồi cưng? Thì em thì chỉ có một mối tình là tình đầu thôi. Tình đầu luôn, tình đầu là tình cuối luôn. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Chia tay thì chắc cũng khoảng cách đây 7-8 năm à. Trời ơi, con tim nó giá lạnh 7-8 năm rồi. Cái mối tình đó là quen được bao lâu? Em quen bằng đó thì tầm khoảng 5-6 năm rồi. Nhưng tại sao lại chia tay? Thì có thể là do mình hiểu nhau quá nên mới chia tay. Trời ơi, oan nghiệt không? Yêu nhau không hiểu nhau cũng chia tay, mà hiểu nhau quá cũng chia tay. Em nói rõ một chút đi, chứ chỗ này có nhiều khán giả đang hoang mang chưa hiểu đó. Thì có thể là do em chưa tốt với bạn ấy là do em chưa tốt với bạn ấy là to. Con tim giá lạnh tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Tự trách bản thân hoài. Bây giờ cô gái ấy có chồng chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Thí dụ như quay lại với em thì em sao? Thì có lẽ là do thời gian lâu quá thì em cũng không còn tình cảm nữa. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc, cũng không cần phải nấu ăn, biết nấu ăn này nọ đâu. Tại vì nấu ăn là cũng còn ba mẹ chứ có em gái ở nhà. Thì nấu ăn thì có thể là ba mẹ em sẽ... gàng quá. Ba mẹ sẽ nấu luôn cho mình. Em gàng quá. Dạ, ba mẹ em là nấu okay. Cho em ăn thôi nha. Chứ không có ba mẹ nào đi nấu cho con dâu ăn hết. Dạ, tại vì mẹ em dễ lắm. Giờ con dâu làm gì trong nhà mà không nấu ăn để ba mẹ, để mẹ nấu ăn? Ví dụ mà về thì có phụ với mẹ. Hoặc là không biết nấu gì đó thì đứng bên thì học hỏi về sau thì sẽ nấu thôi. Có thích vợ ra ngoài làm việc không hay là chỉ thích ở nhà hỗ trợ? Thì nếu cả hai đi làm việc thì nó sẽ tốt hơn cho kinh tế của cả hai hả? Đó, nó rõ ràng như có phải được không? Bây giờ chị tình yêu của em sao nè, cô gái ngồi ghế màu xanh? Em trải qua ba mối tình. Ba mối tình? Dạ. Mối tình đầu tiên là mối tình hồi cấp 3 của em. Lúc đó còn ngây thơ lắm anh, thì kiểu chỉ là đủ nhau đi học chung rồi hẹn hò rồi đi ăn uống vậy thôi. Thì mối tình thơ mà. Bạn ấy gần nhà em hay là? Dạ đúng rồi, cùng quê. Gần nhà em. Mối tình thứ hai của em là năm em đi lên Sài Gòn này học. Cũng là bạn học chung. Em với bạn đó quen được 6 năm. Trà, dữ ha. Là lúc đó vẫn còn đi học hay là đã ra trường rồi đi làm công việc? Dạ, đi học xong rồi ra trường đi làm nữa. Vẫn còn giữ mối quan hệ? Dạ, đúng rồi. Rồi sao? Cho là cũng quen lâu quá rồi thì kiểu như cả hai kiểu như không có dung đắp cho cái mối tình này nữa. Với lại là đi ra ngoài làm rồi kiểu như là gặp cái người nó phù hợp hơn á. Thì bạn với em thì quyết định là chia tay. Khoảng... Sao đó có quằn quại không? Có đau khổ không? Dạ cũng có chứ. Khoảng có, bao nhiêu có lâu? Buồn thôi chứ không buồn đúng không? Dạ. Vô tình thì em mới gặp được một cái bạn là mối tình thứ ba của em. Là bạn đó ở Mỹ về. Lúc em vừa mới chia tay á thì bạn cũng mở lời, thì mình cũng tìm hiểu với lại làm kiểu như thấy bạn cũng lịch sự á, em thích cái mẫu người vậy á. Thì cũng tìm hiểu xong rồi khoảng 2 tháng thì bạn về lại Mỹ. Tại nó cũng không sâu đậm nhiều với cũng không có thời gian để tìm hiểu nhau nhiều anh. Thì tụi em chia tay. Rồi tới em độc thân tới bây giờ. Đây bao nhiêu lâu? Cách đây chắc phải 4 năm. 4 năm rồi? Dạ. Con tim giá lạnh cũng được 4 năm rồi. Giờ mẫu người của em như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông mà em thích đó, là người điềm đạm, chín chắn. Điềm đạm, chín chắn. Dạ, nói ít thôi nhưng mà làm nhiều. Cái gì mà anh đã hứa với em rồi thì anh phải làm được. Em quan niệm là
đàn ông là trụ cột gia đình, ảnh phải là cái người làm cho em nể. Có nghĩa là nói được làm được, với lại là có cái sự nghiệp vững vàng để có thể chăm lo cho gia đình. Có cần ngoại hình không nè? Ngoại hình như thế nào? Em chuẩn tính cách thôi, nhưng mà em tính nếu cách mà cao được thì tốt. Cao 7 giờ lên là được. Thôi 7 giờ lên là ổn đúng không? Dạ. Khỏe khoắn, nếu mà chơi thể thao nữa thì tốt. Em cao mét mấy gân Quang? Dạ em 1m68. 1m68 được, gân trả giá 2 phân chắc được. Rồi tới em á, tình trường em sao? Em hiện tại an ninh nè, an ninh sân bay nè. Thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì hồi cuối năm cấp 3, xong rồi đi học đại học xong là chia tay. Tại vì một người ở ngoài kia, một người ở trong này. Rồi, nó bí, cũng trẻ, nó không có định hướng chung. Mối tình thứ hai thì lúc em công tác ở trên Buôn Ma Thuột thì cũng 1 năm. Còn mối tình đổi công tác chia tay luôn. Dạ, xong rồi em chuyển xuống đây rồi bạn đó xong rồi chia tay em 2-3 tháng, bạn là lấy chồng rồi. Xa mặt cách lòng. Dạ, còn mối tình thứ ba thì em ở dưới này thì em quen được 4 năm. Có tình cảm rất nhiều nhưng mà sau đó thì về gia đình hai bên không hợp nhau. Dạ, kiểu người miền Bắc và miền Nam á, xong rồi không phù hợp. Thì đến đây chương trình hôm nay thì cũng muốn tìm cho mình một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, yêu thương gia đình là số 1. Thứ hai nữa là phải sạch sẽ, nói chung là tươm tất. Em thích là con người, con gái là phải khi nào cũng chỉnh chỉnh chu. Đúng, sạch sẽ, thơm tho, sạch sẽ. Biết lắng nghe, chia sẻ với nhau, thông cảm với nhau. Không cần cô gái đó biết nấu ăn, em biết nấu ăn, em thích nấu ăn. Thích nấu ăn, dạ. Có thích mẫu người phụ nữ tự lập không? Dạ, tự lập càng tốt ạ. Tự lập thì càng tốt. Dạ. Hay quá chừng luôn. Em ơi, cô gái ngồi ghế đỏ nè, chuyện tình yêu của em như thế nào? Dạ, chuyện tình yêu của trải lòng đi nè. Thì hơi rắc rối một tí xíu. Rắc rối, tại thấy em xinh quá chừng. Chắc em phải dùng một cái từ là lý thuyết á. Lý thuyết là như thế nào? Dạ, có nghĩa là em cũng cấp 3 em đi học á, thì em cũng kiểu như là muốn quen thử cho biết như thế nào. Thì kiểu như là tình học sinh thì em không có nói. Còn từ đó trở đi là kiểu như anh đó mở hàng sao mà em không quen được hai luôn. Anh đó mở hàng sao mà em không quen được hai luôn. Mà em dính chữ lý thuyết vô chi anh không hiểu. Cái chữ, lý thuyết. Cái chữ lý thuyết đó có nghĩa là em nhắn tin với rất nhiều người. Qua lý thuyết tình yêu đồ em nắm rất là kỹ nhưng mà em chưa có được thực hành. Dạ, nghĩa là mới giỏi trên lý thuyết thôi chứ còn kinh nghiệm. Dạ, em nhắn tin với rất là nhiều người rồi nhưng mà em chưa bao giờ em quen được luôn. Từ lúc anh đó mở hàng đó rồi. Vì sao mà mở hàng kỳ cục vậy? Quen được bao nhiêu lâu? Dạ chắc quen mấy tháng rồi. Tại vì hồi đó là em học lớp 10, anh đó học lớp 12 á. Quen kiểu như quen cho vui. Tại vì em nghĩ là quen cho biết thôi. Xong quen xong em cũng hết muốn quen ai luôn. Mỗi lần mà em mà muốn quen ai là em thấy nó kỳ kỳ. Sao sao vậy? Kỳ chỗ nào? Mình phải biết đúng cái chỗ kỳ đó là chị dẹp cái kỳ đó cho em nè. Nói chung là cũng có nhiều cái trường hợp làm em nản luôn. Em không muốn tìm hiểu nữa. Mà kể nghe thử cái trường hợp coi. Tại vì em là em thích cái người lớn tuổi hơn em. Thì em quen người lớn tuổi thì sẽ có những cái trường hợp là người đó đã lập gia đình rồi nhưng mà giấu em. Thì em là một người hoạt động trên Facebook rất là nhiều, hoạt động trên mạng rất là nhiều. Thì từ những cái thông tin ít ỏi á thì em có thể tìm ra được cái mạng xã hội của người đó và biết người đó như thế nào luôn. Em cũng có gặp một vài người á giấu em những cái gia đình của họ thì em biết được thì em ngưng luôn. Dần dần thì em cũng có mở lòng, em cũng có nói chuyện lại với một số người nhưng mà cũng không tới đâu á chị. Em nói rất là nhiều người. Tóm lại là em phát hiện ra đàn ông toàn là lừa đảo. Đàn ông toàn là lừa đảo. Đúng không? Đó thì em chốt lại vậy đi chị. Phải, đừng có đùa cái nắm đó là trên mạng thôi. Ta nói ta độc thân vui tính nhưng mà sau đó những người bạn ấy là bây giờ hầu như luôn em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành đó, thấy chưa? Chị Tường cộng căng quá hả? Chị Tường cộng lên 9% nữa là 99%. Trời ơi, hai bà chị ơi, chị đang đại diện đằng trai bà chị. Bà chị, trời ơi, thật sự luôn chị, cái là em nói thật sự. Đúng mà tôi cũng nói thật sự mà. Tôi không có đại diện đàn trai, tôi cũng là vẫn là phụ nữ. Không có cái sự. Sao kỳ vậy bà chị? Nhưng mà kệ, mình cứ sống vui cuộc đời của mình đi em, mình phải có niềm tin em, mình phải có niềm tin và mình phải hy vọng là mình sống tốt rồi mình sẽ gặp người tốt. Vậy tương lai mình mới tươi sáng. Và khi em có niềm tin á, thì em mới có cảm xúc. Em có cảm xúc thì em mới có thể xúc động, em mới yêu được. Mà cuộc sống này mà không yêu là coi như thiệt thòi, phí hoài tuổi trẻ. Em ơi, cho nên em phải yêu nha cưng nha. Dù hồi cho nãy là hạnh phúc hay đau khổ gì cũng phải yêu. Đang thật sự là đi tìm cảm xúc luôn á. Đúng. Còn đối với tình yêu là em cảm thấy là em không có cảm xúc. Em về lý trí rất là nhiều. Thì cho nên bây giờ bỏ cái lý trí đi, phải tìm cảm xúc cho chính mình. Cái đó là mình cứu chính mình trước. Còn chuyện đàn ông được hay không tính sao nghe cưng. Có cần
tức là ngoại hình như thế nào? Dạ, ngoại hình bình thường là được rồi, không có cần phải xuất sắc hay như thế nào. Bây giờ cái điều quan trọng là em chỉ cần buông cuốn sách lý thuyết xuống và va chạm vào thực hành cho chị. Mọi thứ để chị lo, ok chưa? Đi. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với người thân của các bạn tham gia chương trình nha. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào anh Hứa Bính Đạt ạ. Và chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ạ. Em là bạn của bạn Kim Hoa ngồi ghế đỏ ạ. Thì nãy giờ em cũng xem thì em thấy là anh ghế đỏ khá là hợp với bạn em. Bởi vì bạn em thì thực ra là nó bộc trột kiểu vậy thôi, nhưng mà sống rất là tình cảm và lúc nào cũng gia đình ấy ạ. Gia đình là số 1 ấy ạ. Vâng, thì em thấy là thứ nhất là bạn em rất là thích ăn và cực kỳ là thích bóng đá, cho nên là cũng khá là hợp với anh luôn. Rồi, thích bóng đá thôi chứ đá chắc gì thích ăn đâu mà em khẳng định. Thì em đó thích em cũng bật đèn xanh cho anh là có lẽ là em thấy là khá là phù hợp, thì anh cứ thử tìm hiểu và cố gắng ạ. Dạ, còn ăn ghế xanh thì đôi khi thì em thấy là bạn em nó hơi bị vui nhộn quá ấy. Thì không biết là về với anh thì không biết là có cảm thấy là có hòa hợp không, vì bạn em nó nói nhiều quá, sợ là anh sẽ bị stress. Dạ, thì nói chung là em nghĩ là hai anh cứ thử tìm hiểu ạ. Thì em cũng chúc là hôm nay thì mọi người sẽ bấm nút và em chúc cho chương trình thành công ạ. Rồi, okay, cảm ơn em. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Rồi, mời em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Đạt, em chào tất cả mọi người. Thì chị em là chị ghế xanh, chị Ngọc. Tính cách của chị em thì chị em là một người rất là năng động. Cả hai anh đều hợp với chị em. Với anh ghế xanh á, thì anh mà quen chị em là hai người là dẫn đi vòng vòng luôn, nói chuyện hồi là vòng vòng luôn, là tới mai là không có kết quả luôn. Dạ, anh hãy tập trung vào chuyên môn một xíu nha anh. Rồi với anh ghế đỏ thì em thấy là ok chị. Ngon. Ngon hả? Ngon hả? Rồi, cảm ơn hai em nha. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bên nhà trai ạ. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt. Em thì là bạn của bạn Thông. Bạn em thì rất là tự tin, có cái tính là tự lập từ lâu rồi. Thì hai bạn nữ ở đây thì bạn nào cũng xinh cả. Mỗi bạn có một cái cá tính, có một cái điểm riêng. Theo em thấy thì bạn ghế đỏ cũng khá là phù hợp đó. Ghế đỏ với ghế đỏ luôn đúng không? Đấy, wow. Thật ra nó phải có vậy. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Thì em xin giới thiệu là em là bạn của Quang. Hôm nay tới đây thì cũng nhờ chương trình này em cũng hy vọng là nó tìm được một người gọi là bạn đời của nó. Nhưng em cũng xin gợi ý luôn. Thì em thấy hai bạn á, thì bạn nào cũng có mỗi cái nét riêng hết. Có bạn ghế xanh thì mình thấy là rất là chững chạc. Thì em xin gợi ý cho Quang ấy, thì nói chung là hai bạn này ấy, thì mình thấy là bạn ghế đỏ thì sẽ là hợp hơn. Ôi, mới kèm bằng ghế xanh ghế đỏ. Ôi, tôi quả mù thiệt tình. Rồi, đó là góp ý của người thân. Bây giờ mở cửa trái tim. Ôi, những ánh mắt đã chạm nhìn nhau. Nhìn đi, nhìn nhau đi, nhìn nhau đi. Rồi, bây giờ người đàn ông lịch lãm này nói trước đây nè, nhiều kinh nghiệm hơn nè. Cảm xúc đầu tiên của em khi cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào không? Dạ, em đến chương trình này rất là vui. Thứ hai nữa là rất là rung. Để tìm cái người phụ nữ mà đi với em quãng đường còn lại. Rất là bồi hồi trước hai cô gái xinh đẹp này ạ. Bồi hồi. Xin hỏi em ghế đỏ. Thì anh thấy em chia sẻ trên nãy giờ á, anh nghe là chưa rõ cái chỗ mà 99% đàn ông là sao em? Em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành. Đó, thấy chưa? Chị Duy Tường cộng căng quá vậy? Dạ, em không tin tưởng đàn ông cho lắm. Đàn ông không có cái sự thành thật. Chị Tường cộng 9 nữa, nó ra 99. Thì đến chương trình này thì anh sẽ đảm bảo với em là 10% còn lại thì anh là người đàn ông đó. Được. Cảm xúc của Quang khi mà cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì nhìn thấy hai bạn thì cả hai bạn nữ đều xinh đẹp, ăn mặc thì rất là sành đều. Em đến đây em cũng run lắm ạ. Thì nãy giờ cái tính cách của em thì rụt rè, thì gặp hai bạn nữ xong thì mình có thể trao đổi giao lưu với nhau một tí rồi để mình tìm hiểu lẫn nhau. Em muốn trao giao lưu gì, trao đổi gì em nói đi. Dạ, thì hôm nay em đến chương trình thì em chỉ có chuẩn bị một món quà để tặng cho một bạn cùng màu gái với em. Mua quà đi cưng, cho anh vui anh đỡ được. Để coi anh Vinh Quang anh tặng gì nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
mình thấy nó rất là dễ thương và mình sẽ trân trọng món quà này. Rồi, em nói luôn đi, hôm nay cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi cánh cửa trái tim mình mở ra? Cảm xúc của em hiện tại khi mà gặp hai anh á thì em thấy là người nào cũng rất là có ngoại hình sáng, người nào cũng mạnh mẽ ạ. À. Có thể làm chỗ dựa gia đình được ạ. Được. Khi mở cửa trái tim thấy sao nè, cười quá vậy. Em thấy khác xa tưởng tượng của em. Khác xa tưởng tượng của em. Khác xa tưởng tượng của em. Hả? Em tưởng tượng sao mà sự thật nó làm sao? Lý thuyết nó như thế nào còn thực hành nó như thế nào? Em tưởng hồi nãy giờ cái anh cái lời nói của anh ghế đỏ là anh ghế xanh, còn cái lời nói của anh ghế xanh là anh ghế đỏ. Cái tiếng hả? Hay là câu chuyện? Em nghĩ là cái câu chuyện. Và cảm xúc của em hiện tại thì như thế nào? Dạ, cảm xúc thì em cũng chưa có gọi là ấn tượng mạnh lắm. Tại nãy giờ bị lộn kèo phải không? Dạ, em bị lộn á chị. Còn đây sao? Dạ, em đến đây thì cũng chưa chuẩn bị kịp cái gì. Thì hôm nay em xin tặng hai bạn nữ. Tặng em. Hãy trò chuyện với nhau đi, bây giờ các bạn thoải mái đi. Chị thấy em cũng là khá tự tin đó. Mình có thể là hỏi hai cô gái đó như gì đó để khai thác thêm, để hiểu nhau nhiều hơn. Cho em hỏi bạn gái ghế xanh thì hiện tại là bạn đang làm việc ở Sài Gòn này, làm bên gì ạ? Dạ, em làm bên mảng kinh doanh online. Với lại là em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga. Tại vì bên chỗ cái ngành mà yoga thì mình rất là ham về thể thao, cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình, và có sức khỏe tốt để cùng nhau đi trải nghiệm những cái mới mẻ và nhiều chuyến du lịch ở bên ngoài. Hai em có thể mạnh dạn hỏi lại hai ảnh nha. Em muốn hỏi bạn ghế xanh là hồi nãy thì thấy bạn chia sẻ thì bạn hơi kiểu rụt rè, với lại là kiểu bạn nói là bạn không chủ động á. Thì nếu mà bạn gái đòi hỏi mình phải chủ động nhiều hơn, mình phải quan tâm nhiều hơn thì mình có làm được không ạ? Nói chung là mình thích cái người nào mà nói rõ ràng, rành mạch, nói được, làm được á, kiểu là dứt khoát á. Thì theo như câu hỏi của em, nếu mà mình tìm hiểu nhau, mình có cơ hội mình quen nhau thì những cái mà mình đòi hỏi là đáp ứng trong cuộc tình của mình thì dĩ nhiên là anh sẽ cố gắng đáp ứng hết những đòi hỏi, nhưng mà đòi hỏi nhưng về giờ giấc hay là gì đó, tại vì cái công việc của anh á nó cũng ngặt về cái thời gian cũng hơi khó Nó bụng cho bột cho bộn hả, ví dụ như đứt mạng rồi dạ, đổn chính xác xung phong liền đúng không? Dạ không, thì có trực, có ca trực nữa, nhưng mà trực đêm. Chẳng hạn như anh nói là đứt cáp hoặc là trái cáp mà ban đêm thì bắt buộc mình cũng phải đi làm đêm, đi làm khuya. Tại nhiều khi có những cái sự cố xảy ra thì mình phải xử lý cho đến qua ngày hôm sau luôn. Đó là công việc mà. Dạ đúng rồi. Đó, công việc thì người ta sẽ vô thông cảm đây, không mình không lấy công việc chen vô. Dạ. Nhưng mà nếu như không có công việc thì mình có toàn tâm toàn ý với người mình yêu không? Đó là quan trọng, đúng không em? Chuyện đó nếu mà em đòi hỏi về vấn đề như thời gian đi chơi hoặc là thời gian gì đó, ok, nếu anh sắp xếp được anh sẽ đáp ứng được cho em. Rồi anh muốn hỏi gì luôn không à, hỏi ai hỏi đi. Bạn ghế đỏ không biết anh thì... em luôn đi. Cho anh hỏi em, thí dụ mà cái công việc của em á, thí dụ em ngủ mà nãy em có chia sẻ là em ngủ em ngủ thời gian em ngủ nó hơi dài không? Dạ không, như hôm nay có công việc á thì cho dù là em có thức khuya cỡ nào thì em vẫn đến rất là sớm. Mặc dù là em là người ngủ hoặc là thức khuya như thế nào đó, nhưng mà đối với công việc hoặc là đối với một cái cuộc hẹn nào đó là em luôn có sự chuẩn bị trước. Về mặt nấu ăn hay là gì đó thì em không giỏi về mặt đó không à? Dạ, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn? Dạ. Em cũng thường xuyên nấu ăn. Tại vì do em ở trọ là 7 năm rồi thì đôi khi ăn ở ngoài á thì em cũng bị ngán, cho nên là em tự học nấu ăn và em cũng có biết nấu ăn. Hiện tại thì em đang sống ở đâu à? Em đang ở... Dạ, em ở Tân Bình. Tân Bình à, quận Tân Bình. Dạ, gần ra sân bay luôn. Gần ra sân bay. Dạ. Đây gần chỗ anh rồi. Gần anh không? Gần ra sân bay, ôi nhìn chỗ anh rồi. Ôi, có anh rồi không? Nhìn chỗ anh rồi không á? Rồi sao cô đó ổn định chưa? Cho em hỏi bạn ghế đỏ một chút. Là lúc nãy nghe chia sẻ thì bạn gái nói là không có cảm xúc với người đàn ông nữa, nhưng mà đến với anh sẽ có cảm xúc. Em sợ. Rất là thẳng thắn đấy không?
Thứ nhất là em thích về người đàn ông thích chơi bóng đá này hay là thể thao. Thì anh đang chuẩn bị có một cái giải bóng đá ở Tân Bình. Anh cũng tham gia trong đội bóng đó. Đấy, thì cũng mong muốn là em đến tham dự cho vui. Ủng hộ ha. Đó, thứ hai nữa về nấu ăn. Thực ra là anh rất thích là ăn cơm ở nhà mình nấu. Và người sau này là người vợ mình. Nói chung là hai người cùng chia sẻ nhau. Đó là nấu ăn. Rất là mong muốn là sau này mình là người để vào bếp để chăm lo cho vợ con. Lúc nãy em chia sẻ là có thời gian em ngủ muộn quá này, hay là dậy muộn quá, thì cái đó anh có thể là sắp xếp được cùng thức với em. Và sáng có thể anh dậy sớm để anh đi làm, thì anh sẽ chuẩn bị ăn sáng cho em. Ngon. Coi được không mà bao lâu hay chừng 3 bữa anh thở ra gió không đó. Đúng là cái đó em làm được. Sao em đã có lòng tin lại với đàn ông chưa? Anh càng nói em càng sợ. Em phải có lòng tin với đàn ông chứ. Đi ý. Dạ, thì nói em rồi, em bỏ cuốn sách xuống. Kiểu em sợ một người nào đó vẽ cho em một cái viễn cảnh thật là đẹp. Trời, thà là người ta vẽ cho mình đi em. Còn là người ta còn có để ý tới mình ta vẽ. Còn cuộc đời chị toàn tự vẽ cho chị không, mình rất quớt hết đây nè. Có người vẽ cho mình là mình hạnh phúc rồi. Bây giờ mình văn nghệ cái cho vui đi. Đúng rồi, văn nghệ đi. Văn nghệ cái cho vui nè. Thì có ai biết hát hồi không nè? Quang Thông. Dạ em chịu. Em không biết hát. Dạ. Ok thì đó. 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 Đến chương trình em sẽ tưởng gì chứ hát là Quang. Dữ dằn. Hát bài gì nè? Nói chung là em hát một khúc thôi à. Bài hát gì? Ai chung tình được mãi. Ai chung tình được mãi, mời Quang. Dạ. Một đoạn thôi hả? Quá dữ. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sát với tôi được không? Chơi với những ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Đôi chân man lặng thinh, yếu một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại. Em xin lỗi. Dừng lại luôn hả? Thôi cái anh dừng lại là dừng lại luôn hả? Dừng lại luôn hả Quang? Bây giờ hai chàng trai của chúng ta hãy lần lượt tiến sang bên nhà gái, xin phép được nắm tay từng cô một để đo cảm xúc. Còn muốn nói gì thì tùy. Bây giờ mình sẽ ưu tiên cho bạn Quang trước. Chào em nắm tay. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì theo những trao đổi của em thì nãy giờ, thì nếu mà em có đòi hỏi bạn trai của mình như những vấn đề gì đó, em có thể về sau thế mình có quen nhau đi hay là gì đó, thì những trao đổi những cái mà đòi hỏi của em thì anh sẽ cố gắng thử. Dạ. Sẽ thử hoàn thành. Dạ. Rồi mời em. Dạ. Thì hôm nay đến đây chương trình thì cũng mong muốn tìm một người bạn gái phù hợp với anh. Thì đến chương trình thì thấy em rất là xinh, rất là tự tin. Tại vì những người ấy, mà độc lập về tài chính giống như kiểu là kinh doanh ấy, thì họ rất là tự tin. Em đã đến đây rồi thì hãy cho nhau một cái cơ hội để làm quen. Đầu tiên là bạn bè đấy, còn sau nữa thì mình tiến xa hơn. Mong là em cùng với anh cố gắng. Thôi bây giờ thì chuyện gì đến phải đến thôi quý vị. Rồi, chúng ta hãy đến với khoảnh khắc quyết định. Và bây giờ thì các bạn nhìn thấy bên ghế của mình á, các bạn đặt tay vào ghế đi. Có một cái nút màu xanh, một cái nút màu đỏ bên kia em. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Sau khi mà anh Đạt tuyên bố thì các bạn có thể bấm cái nút nào mà các bạn thích. Nghĩa là cái nút đó nó sẽ tương ứng với người mà mình sẽ chọn. Cái màu ghế với màu nút giống nhau nha. Và bây giờ tất cả các bạn hãy hướng mắt ra về trước. Tay đặt lên nút bấm. Nhắm mắt lại sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Thì mình rất là ham về thể thao. Cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình. Mỗi người đàn ông mà em thích là người điềm đạm, chín chắn.
điềm đạm chín chắn. Dạ, nói ít thôi nhưng mà làm nhiều. Dạ, ngoại hình bình thường là được rồi, không có cần phải xuất sắc hay như thế nào. Em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc, cũng không cần phải nấu ăn, biết nấu ăn này nọ đâu. Và bấm. Hết thời gian. Hết thời gian. Tại sao em không bấm nút ai hết trơn vậy? Cơ hội tới sao mình không nắm bắt cơ hội vậy? Như bạn khi ấy xanh đó, thì nếu mà về với em thì em cảm thấy mình không phù hợp với bạn. Ừ. Có thể là do tính chất của công việc của hai bên đúng không? Có thể không phù hợp. Rồi. Dạ. Còn cái đỏ? Cái đỏ thì em nghĩ là bạn nó sẽ với anh Thông. Trời ơi, cái chuyện của mình thì mình tính của mình đi. Bởi vì con người vậy làm sao thành công được? Có nghĩa là em cũng thích bạn gái đỏ mà em không bấm, tại vì em sợ là hai người này bấm nhau, phải không? Dạ đúng ạ. Trời đất ơi, vậy là thua thiệt người ta rồi. Chị đã kêu em quăng cái cuốn sổ xuống đi, em phải cho em cơ hội, tại sao em không bấm? Tại vì anh gái đỏ nói gì? Trời đất ơi, tại em không có tin tưởng vào đàn ông thì người ta phải nói nhiều để người ta thuyết phục em, để cho người ta thấy được, chứ giờ không nói nữa thì làm sao hiểu nhau, đúng không? Bây giờ có mấy phút trên chương trình mà không nói nữa sao hiểu nhau? Theo như em thấy thì mà đàn ông mà nói như vậy em bị cảm giác bị sợ. Người ta nói mà người ta làm được thì mới tốt, nhưng này người ta mới nói chưa có cơ hội làm. Trên đây phải có mấy phút phải nói chứ không nói sao em hiểu. Đúng rồi, phải mở lòng ra. Rồi cô giáo của tôi, tương lai của tôi, sao không bấm nút? Dạ, tại vì em thấy á, hai anh nó ngoại hình rất là sáng và công việc rất là ổn định. Nhưng mà vấn đề là chị từng em kiểu em lúc mà nắm tay á thì em cảm nhận được là chị kiểu như là nó không có tình cảm nhiều, nó không có cảm xúc. Thì em nghĩ là có thể là sau chương trình này em giữ liên lạc với hai anh để học hỏi, để học hỏi từ cái công việc của hai anh. Với lại là em cũng rất là hân hạnh nếu mà có hai cái người bạn như vậy ạ. Tại vì em thấy anh nào cũng giỏi trong cái công việc của mình hết á. Dạ. Chứ ở đây không phải là mục tiêu của em mà. Dạ. Ra vô nước Mỹ giùm tôi không? Dù sao thì đó cũng là cái quyết định của các bạn, thì chúng tôi sẽ luôn luôn trân trọng. Nhưng mà đây là chỉ là một cái lời khuyên thôi của cái người đã từng nhiều kinh nghiệm và đi trước trong cơ hội, trong một cuộc sống của mình. Nếu có cơ hội thì mình nên nắm bắt, và không ai cho mình cơ hội đâu, mình phải tự tạo cơ hội cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Mặc dù hôm nay là chưa được như ý nguyện, nhưng mà cũng xin cảm ơn các bạn và chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và xin thay mặt chương trình, Cát Tường xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không có chất bảo quản. Rồi, xin gửi tặng cho hai bạn. Dạ, yeah, cảm ơn. Đây, tặng cho em. Đối với cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn phần quà là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Với một ứng dụng hẹn hò, một môi trường rất là an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Và kính thưa quý vị, cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón cho các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Thì em có một cái khuyết điểm rất lớn mà đa số bạn gái đều không thích,
đó là em hút thuốc lá. Hút nhiều không? Một ngày thì em hút hơn 10 điếu. Có khi mà em thức đêm hay đi quay khuya về rồi em hút nhiều hơn. Em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở Cần Thơ, ở Trà Nóc. Ôi ơi, sao chị mà... Lan cười vậy chị Lan? Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời? À, điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc, uống rượu. Rồi xong. Bây giờ xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và gia đình của bạn đó. Chào tất cả các bạn khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Vũ Bảo. Ui, nghe dữ nha. Em sinh năm 97. Phạm Vũ Bảo hả? Dạ, tại vì ngày xưa má em sinh ra em trong cơn bão. Thì lúc đó hỏi là đặt tên gì? Thì đẻ ra trong bão thì đặt tên Bảo đi. Cho nên em có tên là Vũ Bảo. Công việc hiện tại của em thì em đang làm nhân viên quản lý cho một cái kho của công ty xuất nhập khẩu. Thì song song đó thì em cũng có làm thêm một job nữa là em làm chủ nhiệm sản xuất cho các đoàn phim. Trời, giỏi vậy ta? Dạ. Được rồi. Dạ, em cảm ơn. Vậy là cùng ngày rồi đó. Dạ. Và nhà gái. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Minh Quyên, năm nay em 21 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là thợ make up. Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Là mình từ Cần Thơ lên đây á hả? Dạ. Em đi chuyến mấy giờ vậy? Dạ, em đi chuyến 5 giờ sáng đó chị. Trời ơi, tội nghiệp không? Thấy thường không? Ừ. Bây giờ thì mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe đi em. Dạ, về cái ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng, vui tính, nói nhiều, nhưng mà nấu ăn ngon. Và đặc biệt là em rất là cưng chiều bạn gái và rất là trung tình. Được. Còn về khuyết điểm thì em có một cái khuyết điểm rất lớn mà đa số bạn gái đều không thích. Đó là em hút thuốc lá. Hút nhiều không? Em hút nói chung cũng không nhiều nhưng cũng không ít anh ạ. Ngày như mấy gói? Ngày như mấy gói? Một ngày thì em hút hơn 10 điếu. Có khi mà em thức đêm hay đi quay khuya về rồi em hút nhiều hơn. Thật ra này, cái cá nhân của mọi người mình không dám can thiệp nhưng mà theo anh thì nên bỏ từ từ đi. Dạ. Thôi, mai ra gái. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì cưng? Dạ, ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng và luôn luôn đúng giờ. Còn khuyết điểm của em là em còn hơi rụt rè và ít nói. 21 tuổi còn hơi rụt rè thì đúng rồi, đúng rồi, từ từ. Còn quá nhỏ mà. 22, 23 tuổi là hết rụt rè hả? Ừ. Có người yêu chưa? Dạ, có hai mối tình. Trời ơi, hai mối rồi đó. Dạ. 21 mà có hai mối là cũng nhiều quá nha. Vậy rồi em yêu từ lúc mấy tuổi? Dạ, mối tình thứ nhất của em là năm em học lớp 12 á chị. Ừ. Dạ, mối tình thứ hai của em cách đây một năm. Có cái mối tình nào mà nó có để lại, có ấn tượng gì sâu sắc không cưng? Dạ có, là mối tình cách đây một năm á chị. Ừ. Lúc đó là tụi em cũng định là tiến tới hôn nhân rồi. Ôi sớm vậy. Dạ, tại vì bạn nam cũng lớn tuổi rồi đó chú. Lớn là lớn hơn con mấy tuổi? Dạ, lớn hơn con 7 tuổi. À, thành ra muốn tiến tới hôn nhân sớm luôn hả? Dạ. Nhưng tại sao lại chia tay con? Dạ, tại vì tụi con quen xa. Xa là xa ở đâu? Dạ, bạn nam đó ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Biên Hòa, Cần Thơ. Dạ. Đâu có xa mấy đâu, Biên Hòa, Cần Thơ không xa mấy đâu. Bây giờ là em trai đang ở đâu? Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Trời ơi, định mệnh. Chết rồi, Biên Hòa luôn. Nhưng mà đối với em thì khoảng cách địa lý nó không thành vấn đề. Đúng rồi, chủ nhiệm đoàn phim mà nó muốn đi đâu đi à. Yên tâm, Biên Hòa này khác Biên Hòa kia nha. Dạ. Yeah. Rồi, chỉ có yêu xa thôi mà chia tay thấy thương quá à. Cố gắng lên nha, bây giờ là tình yêu đủ lớn thì không có xa hay gần gì cả. Bây giờ thì nhà trai mình có mấy mối tình đây? Dạ, em thì em trải qua hai mối tình, một bồng bột và một đậm sâu. Đậm sâu là mấy năm? Thật ra thì nó cũng không lâu, nó chỉ có hơn một năm thôi. Nhưng em đặt niềm tin ở bạn gái đó nhiều. Từ sau chia tay? Em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở Cần Thơ, ở Trà Nóc. Ôi ơi, sao chị mà... Lan cười vậy chị Lan? Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời? Cái hôm đó là em đi quay về 2 giờ sáng. Em mở điện thoại em lên, trên Zalo của em thì có cái nick của bạn trai cũ của bạn đó. Em nhìn thấy
hai người đi chung với nhau. Ban đầu em nghĩ là hai người đó chỉ là hoài niệm thôi. Nhưng mà sau đó em nhìn thấy bạn gái đó có đeo cái đồng hồ, là cái đồng hồ cặp với em. Thì sáng hôm sau em chỉ hỏi bạn đó một câu thôi là em còn yêu anh không? Bạn nó trả lời là chắc là không. Thì em cảm ơn, vậy thôi. Ác nghiệt gì đó hả? Nhưng mà rõ ràng dứt khoát như vậy thì em nên cảm ơn đó. Rồi dạ. Tâm trạng lúc đó sao, sốc không? Vừa là em mệt đó. Dạ dĩ nhiên là sốc rồi. Sốc quá đi chứ. Em chưa từng khóc hu hu như một đứa con nít trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó em cảm giác như là ai bóp trái tim mình lại vậy đó anh Linh. Thì em từ trên võng em té xuống đất. Thì em ở chung với mẹ của em. Thì mẹ của em nghĩ là em bị cái gì đó. Mẹ em mới hô hoáng lên, thì hàng xóm xung quanh người ta bu lại rồi cạo gió đánh gió này kia. Khi mà em biết lại á, em nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì mọi người đứng xung quanh em, vây quanh em và em chỉ biết khóc thôi. Lúc đó thật sự em chưa bao giờ em khóc như một con nít trước mặt. Nói tôi nổi ốc hết trơn nè. Thấy chưa? Thương quá à. Khóc tới mức mà khóc hu hu rớt từ trên võng rớt xuống, coi như là trái tim chết lâm sàng luôn. Lâm sàng 5 phút không em? Em cũng không rõ là bao lâu nữa, thì từ khi mà em nhìn được mấy tấm hình đó là em không biết gì nữa hết á. Vậy là yêu dữ lắm luôn đó. Dạ. Chia sẻ với em về cái câu chuyện này. Dạ. Nha, nhưng mà bây giờ là hết buồn chưa? Dạ, bây giờ thì em sẵn sàng rồi, câu chuyện nó cũng hơn 4 năm rồi chị. Không, nãy nhắc lại thấy vẫn còn long lanh trong đôi mắt lắm. Trời ơi, nhắc lại chuyện đó cảm xúc chứ. Hay là có lẽ em chắc em không chăm sóc bạn gái Cần Thơ nên là bạn quay ngược 180 độ luôn. Mặc dù em ở Biên Hòa thật, nhưng mà khi mà nghe bạn đó nói bạn đó bệnh, em nghe bạn đó ho thôi là sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Trời ơi, thấy em thương. Đi xe cả đêm, sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Thôi được rồi, vậy là thấy tình yêu của em dành cho người phụ nữ, người con gái đó mãnh liệt lắm á. Mãnh liệt lắm rồi. Dạ. Thôi bỏ qua, coi như chuyện đó là chỉ là một cái ký ức đẹp, một cái thời thanh xuân nào đó. Đúng rồi. Dạ. Thôi giờ mình đi đến tình yêu mới đi. Bây giờ mình muốn sao nè, nói cho chị Ngọc Lan nghe đi. Thì đối với em thì em không có gu. Thứ em cần duy nhất chỉ là thương em là đủ. Nhưng mà trước khi mình tới thì mình cũng phải có cái sự hình dung là mình muốn mong muốn cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Là một cô bé nhỏ người. Nãy em mới nhìn lướt rồi chưa có. Cũng xinh xắn dễ thương lắm. Dạ. Thích da ngăm hay da trắng? Da gì cũng được ạ. Da gì cũng được ạ. Cái bên ngoài nó không có quan trọng gì ạ. Miễn ta thương mình là được đúng không? Dạ. Với lại cả em nghe bạn đó làm make up, còn em thì làm phim thì nó cũng hợp đó. Dạ dạ cũng vô. Đi đâu kéo đi rồi làm dạ. Phim luôn đúng không? Đúng dạ. Rồi, nhiều khi hai đứa có làm việc chung nhau rồi mà quên đó. Đúng rồi. Để coi anh qua anh coi nhà gái, cô gái Cần Thơ thế dạ, nào. Dạ mời. Trời ơi sao dễ thương dữ vậy. Đúng là Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Ai đi đến đó lòng không muốn gì à, đúng rồi. Make up hả? Khỏi còn make up. Quá là dễ thương, xinh, rất là xinh rồi. Bây giờ mình muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Nói cho coi ông Mai và mối thấy giống bên kia không? Dạ, con thích một bạn nam là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Đó, bạn đó đúng luôn đó. Công việc đó là chắc chắn là vui vẻ, hòa đồng. Chủ nhiệm quản lý cả một đoàn làm phim, cả mấy trăm con người luôn á. À, điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc, uống rượu. Rồi, dạ, xong. Hút ngày 10 điếu. Dạ, gia trưởng. Chưa? Rồi gì nữa? Lề mề. Không, chủ nhiệm là không có lề mề được. Chủ nhiệm mà lề mề là bữa đó không có quay được á. Mệt luôn. Rồi gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Bây giờ mình hỏi người nhà đi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Rồi. Có mẹ em hả? Xin chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay. Em là mẹ của Minh Quyên. Hôm nay đến từ Cần Thơ. Thì đến đây cũng nãy giờ quan sát thì thấy bạn trai lanh quá. Bé thì hiền lắm. Bé Quyên nhà hiền, ít nói nhưng mà thương người, thích làm từ thiện. Còn để bạn trai thì để Quyên nó cảm nhận. Cũng cần người lâm như để cho Quyên cũng như buộc trừ qua vậy đó. Đúng mà rồi. Giờ thì em thấy cha cũng dễ thương. Thằng cha cũng cao ráo giống như yêu cầu của Quyên vậy đó. Thì em thấy cũng được. Đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột á hả? Dạ không, em đồng nghiệp ạ. À rồi, đồng nghiệp. Hôm nay em đến với anh Bảo thì cũng mong là kiếm được bạn gái với anh. Em thấy nhà gái của chị như thế nào cưng? Dạ chị bên đây xinh lắm. Nói chung là ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Nãy giờ Linh chưa biết rành về Bảo nhưng mà nghe cách kể chuyện tức là Bảo yêu là yêu hết mình luôn. Đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á. Chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Mở rào.
bắt đầu đi Bảo. Anh chào em. Dạ. À, gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. À dạ hả. Em tặng anh quyển sách nữa. Dạ, anh cảm ơn. Tựa gì vậy, đọc cái tựa coi. Dạ, khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, quyển sách mà không ai không biết ạ. Dạ. Em ở Cần Thơ là em ở đâu nhỉ? Em ở quận Ninh Kiều. Thì gặp nhau lần đầu thì em thấy sơ qua về anh như thế nào? Thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều. Và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết. Tại vì anh quan niệm rằng á, là khi mình nói ra thì mình mới hiểu được nhau. Còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á, thì mình lại không hiểu được nhau đâu. Không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Theo anh quan điểm đó là vậy. Nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì cái gì anh không dám hứa, nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể. Còn Bảo cảm nhận cô gái bên kia thế nào? Cái đầu tiên thì em thấy bạn rất là xinh và hiền, kiểu như là ít nói anh Linh. Ừ. Anh có một tính, không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà anh rất là cưng chiều quá. Không biết là em có ngại cái vấn đề đó không? Dạ không. Nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó. Dạ. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em có một mình em. Một mình em vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả? Mẹ em thì có yêu cầu gì về con rể không? Cái đó anh hỏi mẹ em á. Không, tại vì á, thật sự là anh thấy em khá hiền, kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bảo bọc á, kiểu vậy. Thật ra anh thấy là Bảo. Dạ. Em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa. Dạ. À, đó. À, mẹ rất là lo, bởi vì nãy á, mẹ nói là bạn hơi lanh quá. Ha, sợ có đôi khi mẹ nghĩ là sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ ha, này kia. Nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên. Dạ. Cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em. Dạ. Chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia. Đây là một cô gái đó còn ngây thơ lắm. Rất là ngây thơ, nhưng nên mà là yêu là cũng yêu hết mình đó nha. Ừ, cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu. Dạ. Anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật, nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra. Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Về tương lai xa. Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. À, em muốn ở Cần Thơ. Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ. Ở tại quê nhà, ở gần mẹ hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Ừ, đó, rất rõ ràng. Mẹ của em gái cũng nên suy nghĩ đi. Bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn. Có thể chúng ta đi lên đi xuống thành phố Hồ Chí Minh, có thể xa con gái. Nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước. À, bây giờ vấn đề là có khoái cô gái này không? Trời ơi. Thì bây giờ là tới cái giai đoạn là em cần phải thuyết phục cô gái này. Dạ. Bằng những cái hành động của mình. Bây giờ Bảo bước tới nắm tay cô gái, thuyết trình một cái gì đó. Giống như nãy giờ, không chỉ cô gái nghe mà mẹ cô gái nghe rồi. Đúng chút rồi. Xíu mình sẽ biết kết quả. Mời Bảo. Dạ, con xin phép cô. Anh xin phép em. Thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100%. Chuyện gì đó anh không dám hứa. Những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vấn đề tương lai xa. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu. Và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa. Yeah. Nếu như em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ anh đang cảm nhận, em thấy anh hợp với em thì hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu em nha. Yeah. Thôi đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm rồi các bạn. Nãy giờ mình trò chuyện có thể hiểu nhau nhiều hơn. Bạn nữ ít nói nhưng bạn thiện nữ đang lắng nghe đó. Quyết định thuộc về bạn nữ. Đây có phải là một nửa mảnh ghép mình đang hướng tới hay không? Bấm hay không là quyền của bạn nha. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
em gái không bấm. Dạ. Không sao cả. Cảm ơn em. Em có thể nói lý do tại sao mình không bấm? Dạ, anh thì con thấy cũng tốt, nhưng mà con có thấy không phù hợp với mình. Còn cảm giác của Bảo thế nào? Thật ra em cũng có chung cảm giác với bạn nữ thật, nhưng mà không sao. Anh và em tạm gọi chung là đồng nghiệp. Có cơ hội anh sẽ về Cần Thơ và anh sẽ gặp em thì có gì đó hai anh em mình lại công tác chung một shop nào đó thì sao? Dạ. Đúng không? Dạ. Biết đâu được. Ở đây người ta còn trẻ lắm, em cứ lập nghiệp đi, xong sự nghiệp rồi mình quay lại, mình quay về Cần Thơ mình cua sao. Thôi. Không có muộn màng gì hết trơn. Dạ. Trời á. Coi như đây là cơ hội để chúng ta biết nhau và có dấu ấn về nhau. Rồi, đây là những món quà của chương trình dành cho hai bạn. Dạ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa manh ghép của mình. Chúc hai bạn thật là hạnh phúc với những điều gì mình đang hướng tới. Chúc hai bạn sẽ thật sự thành công. Cảm ơn hai em. Như vậy là cặp đầu tiên họ đã không đồng ý hẹn hò với nhau quý vị. Chứ tôi cũng một chút nuối tiếc nhưng mà cũng không sao cả. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai để xem họ quyết định như thế nào nha. Xin mời.